nào vậy bay? Đang về hả con? Đang à? Ủa? Thằng quỷ á, mày làm tao hết hồn à? Cái gì vậy? Khổ. Cho, nè, cho tôi mượn đỡ chứ. Mày lại cai nghiện, mày lại nghiện ngập lại rồi phải không? Con mượn có khổ quá, cho con. Buông tao ra, mày làm cái gì vậy? Cho con mượn chiếc nhẫn đi. Mày buông tao ra. Cho con mượn đi mà. Buông ra. Đưa lại coi. Tôi cứng nghĩa vậy nha. Bộ phim do Viettel Media sản xuất.